Xin chào, bây giờ trở lại chương trình của ngày hôm nay và chương trình của DLV News. Một ngày trọng đại đã đến. 15 tiểu bang như một vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu. Và đương nhiên chúng ta cũng đang chờ cái kết quả bầu cử. Và kết quả này chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị trong những cái chương trình tiếp theo. 15 tiểu bang trọng đại sẽ được bầu cử vào ngày hôm nay. Gồm có Alabama, gồm có Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont và Virginia. Kết quả dự đoán là Tổng thống Trump sẽ chiến thắng tất cả những tiểu bang này, chỉ có một tiểu bang cạnh tranh nhất cho bà Nikki Haley, đó là tiểu bang Virginia. Thì kết quả cụ thể như thế nào tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị trong những bản tin tiếp theo. Tổng số đại biểu của Đảng Cộng hòa tham dự vào ngày siêu thứ ba Alabama là 50 đại biểu, Alaska là 29 đại biểu, Arkansas là 40 đại biểu, California là 169 đại biểu, Colorado là 37 đại biểu, Maine là 20, Massachusetts là 40, Minnesota là 39, North Carolina là 74, Oklahoma là 43, Tennessee là 58, Texas là 161, Utah là 40, Vermont là 17, Virginia là 48. Và đó, tình hình là như vậy. Trở lại bản tin đầu tiên trong chương trình của ngày hôm nay là công ty truyền thông xã hội diễn dẫn cái quyền tu chính án thứ nhất để kiểm duyệt người Mỹ. Ôi trời ơi, coi cái vụ án này kinh khủng quý vị. Nghĩ sao mà sử dụng tu chính án thứ nhất mà cho rằng là quyền tự do ngôn luận để kiểm duyệt người Mỹ chúng ta. Tổng trưởng lý Ken Paxton tuyên bố tu chính án thứ nhất được diễn dẫn là nơi nương náu cuối cùng cho sự phân biệt đối xử. Khi tối cao Pháp viện xem xét tính hợp hiến của các đạo luật quản lý việc chặn nội dung của công ty truyền thông xã hội tại Florida và Texas, các công ty công nghệ đã đứng lên bảo vệ những điều mà họ tuyên bố là quyền của tu chính án thứ nhất để kiểm soát ngôn luận trên nền tảng của họ. Vụ kiện này đã chia những người ủng hộ quyền tự do ngôn luận thành hai phe, với cả hai bên đều cho rằng họ là những người bảo vệ thật sự cái quyền tự do ngôn luận. Lập luận về tòa án rất là phức tạp. Nếu mà thật sự tôi mà đẻ một lần nữa, tôi sẽ nghiên cứu về luật. Nhưng mà tóm lại thì cuộc đời của tôi đã dính dáng về tiền bạc. Thành ra tôi thích cái vấn đề kiếm tiền nhiều hơn là vấn đề làm luật. Nhưng mà luật pháp rất là hay quý vị. Nếu mà thật sự mình nào có thời gian rảnh, tôi sẽ nghiên cứu thêm. NetChoice, một nhóm ngành đại diện cho công ty truyền thông xã hội là nguyên đơn trong vụ kiện, đã đề cao quyền kiểm duyệt của công ty tư nhân theo cách mà họ thấy phù hợp. Trong khi các quan chức của Texas, Florida lập luận rằng những người dùng nền tảng truyền thông xã hội không được phép bị loại khỏi cái dịch vụ vì quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc là khoa học của họ. Sau khi theo dõi phiên tranh luận trực tiếp tại tòa ngày 26 tháng 2, nhiều nhà phân tích pháp lý đã kết luận rằng các công ty công nghệ có thể giành chiến thắng. Các vụ kiện ở đây lần lượt là bà Moody kiện NetChoice, NetChoice kiện ông Paxton, liên quan đến cái dự luật của tiểu bang Florida và tiểu bang Texas. Nói chuyện thay mặt cho công ty truyền thông xã hội, ông Steve Del Blanco, người sáng lập và giám đốc điều hành của NetChoice, đã tuyên bố sau cái phiên điều trần: "Tôi cảm thấy tuyệt vời về cách mà mọi việc đã diễn ra." Ông Del Blanco nói với người tham dự cái hội nghị của Viện Cato ngày 28 tháng 2: "Tôi tin rằng chúng tôi đã tạo ra một cơn bão hoàn hảo với các những vụ kiện. Tối cao pháp viện sẽ có cơ hội dựng lên một bức tường sự thật để biểu thị cái tu chính án thứ nhất là gì. Cái nền tảng của bức tường đó trong những trường hợp của chúng tôi để nói rằng cái bức tường này đã ngăn chặn chính phủ trực tiếp và chính thức buộc chúng tôi truyền tải những ngôn luận mà chúng tôi không muốn truyền tải hoặc gỡ bỏ ngôn luận mà chúng tôi muốn lưu giữ." Giáo sư luật Harvard Rebecca, chuyên gia về các vụ tu chính án thứ nhất, cũng đồng tình, tuyên bố rằng nếu các tiểu bang có thể áp đặt loại quy định này lên nền tảng thì chúng ta sẽ biết rằng những cái lý thuyết học luật học của tu chính án thứ nhất trong suốt 70 năm sẽ không còn có thể là chỗ dựa vào bất kỳ thực tế nào. Những người ủng hộ của luật tiểu bang nói rằng họ không hạn chế khả năng lên tiếng của các nền tảng truyền thông xã hội, mà thay vào đó là kìm giữ khả năng của họ trong việc từ chối dịch vụ vì quan điểm của khách hàng. Thì đương nhiên nó bẻ qua, nó bẻ lại, nó bẻ kiểu nào cũng được cả. Đó là cái cách mà thật sự cái đảng Dân Chủ đang mong muốn để kiểm duyệt chúng ta.
Dự luật HB20 của Texas cũng sẽ yêu cầu các nền tảng nêu rõ các điều khoản dịch vụ của họ và giải thích cho khách hàng vì việc họ đã vi phạm các điều khoản đó ra sao, trong trường hợp các nền tảng chọn kiểm duyệt của họ. Tù chính án trước nhất đã diện dẫn như là nơi nương náu cuối cùng cho sự phân biệt đối xử, cho dù là các chủ nhà hàng, chủ khách sạn hay là những người điều hành về mặt thương mại. Có những trường tư tục, Tổng chưởng lý Ken Paxton tuyên bố trong bản tóm tắt ý kiến thân hữu của tòa án là amicus brief ủng hộ luật của Texas. Nhưng tòa án đã kiên quyết bác bỏ những nỗ lực như vậy để nhằm bảo vệ một quyền phân biệt đối xử, đã ít nhất là một lần gọi cái lập luận này là hiển nhiên là phù phiếm. Sau khi đạt được sự thống lĩnh trên thị trường, các nền tảng đã bắt đầu rút lại những lời bảo đảm về tính trung lập của họ, Ken Paxton cho biết. Ví dụ như chương trình của Axe đã lập luận về cái quyền tuyệt đối của tu chính án thứ nhất để loại bỏ bất kỳ ai khỏi cái nền tảng của Axe, ngay cả khi làm như vậy sẽ phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, giới tính, khuyết tật về thể chất hoặc là khuyết tật về tâm thần. Florida và Texas đã thông qua cái luật chống phân biệt đối xử để đáp lại những cáo buộc là cái nền tảng truyền thông xã hội, nơi chứa một cái lượng lớn cái diễn ngôn công khai, hoạt động chia sẻ thông tin đang kiểm duyệt cái nội dung xung đột với những lối trường thực mang tính cấp tiến. Có nghĩa là kiểm duyệt những tiếng nói nào mà thực sự đặt câu hỏi về những chính sách của đảng Dân Chủ thôi. Các tiểu bang đã thông qua các luật này và trong cáo buộc rằng công ty độc quyền công nghệ đang làm như vậy là sự phối hợp mang tính ý thức hệ với nhau, theo lệnh không chỉ là các quan chức chính phủ mà còn là đảng Dân Chủ. Một trong những trường hợp kiểm duyệt mạng xã hội tai tiếng hơn là xảy ra trong cuộc bầu cử của 2020, khi Twitter và Facebook đã chặn các bản tin của tờ báo New York Post về nội dung trên máy tính điện toán sách tay thuộc sở hữu của Hunter Biden, con trai của ông Joe Biden, lúc bấy giờ là còn ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Tin tức này đã bị chặn trong 2 tuần cho đến ngày 30 tháng 10, chỉ vài ngày trước cuộc tổng tuyển cử của tổng thống. Cuộc bầu cử năm đó ở khác biệt ở chỗ là do đại dịch COVID-19, 60% cử tri đã bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua đường bưu điện. Nghĩa là nhiều người trong số cử tri đã bỏ phiếu xong vào thời điểm các bản tin không còn ngăn chặn nữa. Rất là điểm. Nếu mà đảng Dân Chủ mà đấu công khai một cách công bằng của chúng ta, nó sẽ không bao giờ thắng được. Nó sử dụng những trò ma thuật của tụi nó. 60% đã bỏ phiếu sớm rồi. Thành ra là cái ngày 30 tháng 10 mà cái máy tính sách tay của Hunter Biden thật sự nó cũng không có tác động gì đâu, họ đâu có lấy lá phiếu là được đâu quý vị. Bởi vì bỏ phiếu sớm là cái mục đích mà tại sao họ có thể mị dân được. Họ muốn là những cái thông tin mà họ tấn công ông Trump về nguyên tắc là nó, nhưng mà dục bùng với ông Trump còn vấn đề sau đó ông Trump có rửa bùng được hay không, có được trong sạch hay không thì họ cũng chẳng khe luôn. Đó là những cái tactic rất là, nói chung tôi cũng sử dụng từ nào nó còn tệ hơn từ nào. Người sáng lập Facebook Zuckerberg sau đó thừa nhận rằng công ty của ông đã chặn tờ báo New York Times, New York Post với sự thúc giục của FBI. Nhưng những người đứng về phía công ty truyền thông sau đã bác bỏ những lo ngại về kiểm duyệt thông tin xã hội, đồng thời gợi ý rằng những hành động ẩn giấu đằng sau của đạo lực của tiểu bang. Ông Del Blanco nói, nếu quý vị nghĩ lại cuộc bầu cử của 2020, chỉ dụ bê bối máy điện toán sách tay của Hunter Biden, cũng như vì mức độ một số trang mạng xã hội đã và trong nhiều năm, nhiều ngày có thể là nhiều giờ đã giảm lượng chia sẻ câu chuyện của Hunter Biden, vì họ muốn bảo đảm rằng đó không phải là tài liệu bị tấn công hoặc là thông tin khủng bố phát tán. Vâng, thì điều đó đã gây ra khá là nhiều sự phẫn nộ của những người theo dõi cử tri của Trump. Sự việc đó không qua mắt được thống đốc Florida Ron DeSantis, người có tham vọng chính trị đáng kể và tin rằng một cách để chiếm tình cảm của người theo Trump là nhanh chóng trừng phạt những công ty công nghệ lớn, loại bỏ ông Trump ra khỏi nền tảng con ngày 6 tháng 1, ông nói đó là nguồn gốc của chính trị luật Florida. Tuy nhiên, bất chấp sự bảo đảm như vậy, một số chuyên gia vẫn còn lo ngại. Ông Philip Hamburger, một giáo sư trường luật Columbia, đã lập luận trong bài báo ngày 25 tháng 2 rằng việc cho phép công ty truyền thông xã hội tiếp tục bịt miệng những cái quan điểm mà họ và chính phủ không thích có thể dẫn đến cái gọi là đàn áp hàng loạt cái ngôn luận của Hoa Kỳ. Hamburger viết, chính phủ từng ngăn chặn quyền tự do ngôn luận theo cách lẻ tẻ rằng truy tố các cá nhân tại tòa án,
Điều đó có nghĩa là chính phủ phải chịu gánh nặng về chứng minh và thuyết phục chắc là những cá nhân cụ thể chịu có trách nhiệm về những bài viết cụ thể. Tuy nhiên, giờ đây chính phủ cần yêu cầu các nền tảng truyền thông xã hội đàn áp ngôn luận, vì họ là những chốt chặn trong phần lớn của hoạt động giao tiếp của công chúng. Nên họ đang tạo ra cho cơ chính phủ tạo ra cơ hội cho chính phủ đàn áp một hàng loạt với sự hiệu quả cao. Ông nói chính phủ không còn cần phải chứng minh lập luận của mình trước tòa để bịt miệng từng cá nhân của Mỹ. Ngược lại, gánh nặng hiện nay đang đặt trên vai của người Mỹ để chứng minh trước tòa án rằng họ đã bị bịt miệng một cách sai trái. Ông nói chưa bao giờ việc đàn áp lại dễ dàng hay việc chống đàn áp lại khó khăn đến thế. Một vụ kiện khác được đưa lên cái tối cao pháp viện, đó là vụ kiện liên quan đến mạng xã hội, vụ kiện ông Murphy, kiện tiểu bang Missouri. Nó bắt nguồn từ một vụ kiện do tổng lý của Missouri và Louisiana đệ trình. Các cáo buộc rằng chính phủ của Biden đã ép buộc các công ty truyền thông xã hội kiểm duyệt cái nội dung mà chính phủ không mong muốn. Chẳng hạn như cái bài đăng mâu thuẫn với tường trực chính thức nguồn gốc về cô tập 19, chủng cô tập 19 và cách điều trị cô tập 19. Các nhà quan sát pháp lý cho biết vụ kiện của Netjoy có thể chuyển biến xoay quanh cách mà tối cao pháp viện quyết định rằng các công ty truyền thông xã hội nên được nhìn nhận. Đối diện với rất nhiều cái nền tảng tương tự, tối cao pháp viện phải giải quyết. Liệu các nền tảng truyền thông giống như tờ báo, các nhà xuất bản, công ty điện thoại hay đường dây điện báo hay không? Phần lớn, vấn đề lớn ở đây là chúng ta đang nhìn nhận các nền tảng truyền thông xã hội tương tự những cái gì mà giáo sư trường luật Davis của California nói với người tham dự của hội nghị viện Cato. Tôi nghĩ chính xác là Netjoy muốn họ được so sánh với báo chí. Chúng ta đã chắc chắn cái tiền lệ của năm 1970 và nói rằng báo chí có quyền quyết định đăng cái nội dung gì. Ông nói, các công ty truyền thông xã hội là một nhà xuất bản. Cái đạo luật của Texas Florida có thể sẽ bị xem là vi hiến. Nhưng nếu họ là những nhà hoạt động mạng trong trường, chẳng hạn những công ty điện thoại, thì có thể các luật phải yêu cầu họ phục vụ khách hàng một cách bình đẳng như nhau sẽ có cái hiệu lực. Như vậy, truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội hiện giờ là những công ty điện thoại hay là những công ty xuất bản? Đó là điểm mà tối cao pháp viện sẽ phân định về điều này. Những công ty mạng không thể nào mà kiểm duyệt cái lời nói trong cuộc điện thoại của chúng ta được. Tôi gọi điện thoại chứ vì tôi nói gì cũng được cả. Tôi có thể chê trách chính sách của Biden, tôi có thể chê trách nhiều thứ khác nhau. Họ không thể nào kiểm duyệt được. Họ không thể nào mà cắt ngang cái cuộc nói chuyện của tôi là bởi vì tôi đang chê trách chính sách của Biden, tôi giả sử. Như vậy họ phải định nghĩa như thế nào đây? Đây là câu chuyện rất là phức tạp đúng không? Chắc chắn những công ty điện thoại không lựa chọn ai là khách hàng của họ. Tất nhiên khó khăn là khi quý vị có một công nghệ hoàn toàn mới thì sự so sánh đều không hoàn hảo. Đối với một số người, các công ty truyền thông xã hội trông giống tắc trà hoa hơn. Khi ta đổi màu sắc tùy thuộc vào sắc thái có khả năng tránh né được sự giám sát nhiều nhất. Ông Del Blanco kể lại cái lời chứng của mình trước nhà lập pháp của tiểu bang Texas, trong đó ông hỏi: các vị có thể ban hành một luật buộc một tờ báo địa phương đăng các bài bình luận của các vị không? Ông Del Blanco chia sẻ, chủ tọa sẽ trả lời: ồ, tất nhiên là không. Tôi nói vì vậy, cái điều gì khiến quý vị tin rằng vì có thể buộc Facebook, Twitter và YouTube đăng cái nội dung mà họ không đăng và không muốn đăng? Trong khi các công ty truyền thông xã hội đang tranh luận về hai vụ kiện này, họ là nhà xuất bản, họ cũng nhanh chóng bảo vệ cái mục 230. Cái mục 230 là cái mục mà hoàn toàn là cái mục mà ông Trump đang cố gắng để làm gì? Để gần như lật đổ, bảo vệ cái đám chuyển việc này. Mới đặt China và một số thành viên của đảng Cộng Hòa muốn tiếp tục giữ cái mục 230. Họ đã override cái veto của ông Trump. Chứ mà thật sự ông Trump muốn cải tổ lại cái mục 230. Họ cũng đã nhanh chóng bảo vệ mục 230 của đạo luật chuẩn mực truyền thông, được thông qua năm 1996, trong đó bảo vệ họ khỏi cái trách nhiệm pháp lý. Đối với nội dung được hiển thị trên trang web của họ, đặc biệt là họ không phải là nhà xuất bản, mà là nhà cung cấp dịch vụ. Cái đạo luật chuẩn mực truyền thông đã quy định rằng không nhà cung cấp hoặc là người sử dụng dịch vụ máy điện toán tương tác nào được xem là nhà xuất bản hoặc là phát ngôn viên của bất kỳ thông tin nào do nhà cung cấp cái nội dung thông tin khác cung cấp.
Những người ủng hộ công ty công nghệ cho rằng 1230 không liên quan gì đến vụ kiện này. Ông Dell Bilanco nói, tôi tin rằng chúng tôi có thể chứng minh rằng 1230 thật sự không liên quan gì đến biện pháp bảo vệ của tôi chính án thứ nhất mà chúng tôi đang khẳng định. Tuy nhiên, những người ủng hộ các đạo luật của Texas và Florida nói rằng các công ty truyền thông xã hội là những người cung cấp dịch vụ phổ biến và không có quyền từ chối phục vụ khách hàng dựa trên niềm tin, tôn giáo hoặc quan điểm chính trị của khách hàng. Ông Paxson trích dẫn cái truyền lệ lịch sử của công ty điện báo đã tạo ra cách mạng trong lĩnh vực truyền thông của thế kỷ thứ 19. Ông nói, tuy nhiên cuộc cách mạng này này có một mặt tối. Khi các công ty kiểm soát đường dây điện báo sử dụng cái quyền lực của mình để thao túng cái luồng thông tin. Ông đã trích dẫn cái ví dụ về Western Union, công ty đã từ chối gửi thông điệp cạnh tranh với công ty liên kết của họ, theo tờ báo của AP. Đáp lại các tiểu bang và sau đó chính phủ của liên bang đã thông qua cái luật yêu cầu các nhà khai thác điện báo truyền tải ngôn luận một cách công bằng và tiện chí. Ông Paxson cho biết, cũng giống như một số công ty điện báo ngày xưa, các công ty truyền thông xã hội ngày nay đã sử dụng quyền kiểm soát của họ đối với cơ chế quảng trường công cộng hiện đại. Điều này dẫn đến thường bất ngạc cái diễn đàn ở những cái diễn ngôn công khai. Tòa phúc thẩm khu vực số 5 đã đồng ý với Texas và đưa ra phán quyết tháng 9 của 2022 là luật của Texas là hợp hiến. Ned Joy sau đó đã kháng cáo lên tối cao pháp viện, nơi dự kiến sẽ phán quyết cái vụ này trước cái mùa hè. Và đó là những bản tin mà chúng ta thấy sự kinh hoàng của nó, mà chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật chỉ vì một số của bản tin tuyệt vời của ngày hôm nay. Trở lại chương trình tiếp theo của DLV News và được premiering trực tiếp vào lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Sau phán quyết của Tổng thống Trump có lời từ tối cao pháp viện, giữa ông Trump trên cái lá phiếu của tất cả những tiểu bang của nước Mỹ, Tổng thống Trump đã phản biện như thế nào về điều này? Phản ứng. Tổng thống Trump đã đưa ra cái lời cảm ơn tối cao pháp viện sau khi pháp viện đưa ra phán quyết bác bỏ việc tòa án tối cao loại ứng cử viên của đảng Cộng hòa đã khỏi cuộc bỏ phiếu. Tổng thống Trump cho biết phán quyết này mang lại sự gắn kết cho đất nước. Tôi nghĩ sẽ phải mất một chặng đường dài để hàn gắn cái đất nước của chúng ta lại với nhau. Điều mà đất nước chúng ta cần. Tổng thống Trump nói trong dinh thự Mar-a-Lago của mình tại Palm Beach, Florida vào ngày thứ hai, tức ngày 4 tháng 3. Họ đã làm việc một cách lâu dài, họ làm việc chăm chỉ và thành thật mà nói, họ làm việc rất nhanh chóng. Về một điều sẽ được nói trong 100 năm nữa, 200 năm nữa. Vô cùng quan trọng. Tổng thống Trump cho biết cái phán quyết này về cơ bản khẳng định là tòa án và các quan chức tiểu bang không thể lòi một ứng cử viên ra khỏi một cuộc đua. Các cử tri có thể lòi một người ra khỏi cuộc đua rất nhanh chóng, nhưng tòa án không nên làm điều này, ông nói. Tôi thật sự tin tưởng rằng đó là một yếu tố mang tính gắn kết. Ông đã đề cập đến thách thức đối với khả năng đủ điều kiện của mình trong vài cái tháng qua. Tổng thống Trump nói, trong khi hầu hết các tiểu bang đều vui mừng khi tôi có thể tham gia, thì một số tiểu bang lại không muốn như vậy. Họ không muốn điều đó vì lý do chính trị. Đến giữa cái tháng 2, luật sư của Tổng thống Trump đã kiểm kê khoảng 88 vụ kiện tụng tại 45 bang, ngay cả khi Tổng thống Trump lần lượt giành một số loạt chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ sớm. Phán quyết nói trên của tòa án tối cao sẽ chấm dứt những thách thức này theo từng tiểu bang, vì tòa án tối cao này ra phán quyết rằng những tiểu bang không có quyền sử dụng mục 3 tu chính án thứ 14 để lòi những ứng cử viên của liên bang. Tòa án tối cao khẳng định rằng Quốc hội nắm quyền đó, bao gồm cả quyền thông qua đạo luật để nêu rõ cách thực thi của mục 3 tu chính án thứ 14. Xin chúc mừng ông Trump về điều này và là sự phản biện của Tổng thống Trump là hoàn toàn là hợp lý. Như một lần nữa, chúng tôi sẽ trở lại những bản tin trong chương trình của DLV News. Trở lại bản tin về kinh tế. Chuyên gia kinh tế của Citigroup cho rằng nền kinh tế của Hoa Kỳ suy thoái vào 2024 là điều gần như không thể tránh khỏi. Theo ông Nathan, nhà kinh tế trưởng toàn cầu của Citigroup, tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ có thể chậm lại trong năm nay trong bối cảnh các tác động của chính sách thắt chặt tiền tệ từ hệ thống dự trữ liên bang tiếp tục có hiệu lực trong nền kinh tế. Ông cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày 1 tháng 3 với chương trình của CNBC, cái thời gian đã trôi qua. Năm nay chúng ta sẽ có một dấu hiệu đáng kể cho cái nền kinh tế chậm lại.
Nhà kinh tế của Citigroup cho rằng một số trở ngại liên quan đến chính sách thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang hạn chế tác động đến nền kinh tế. Chẳng hạn sự hạn chế đối với tín dụng của ngân hàng. Liệu những tác động này sẽ mang lại cái kết quả trong cuộc hạ cánh mềm hay là cuộc suy thoái là một cuộc tranh luận lập luận cả hai bên đều khá căng bằng. Có nghĩa là 50-50. Dự đoán là dự đoán, chẳng ai biết chính xác là gì cả. Nhưng mà biết chính xác là họ giàu mất tiêu rồi quý vị. Tôi tin chắc rằng cái nền kinh tế sẽ chậm lại, ông nói. Cái quan điểm nội bộ của chúng tôi là vẫn nghiêng về trường hợp xảy ra một cuộc suy thoái. Tuy nhiên quý vị biết không, cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đã khiến chúng tôi ngạc nhiên, nhưng quả đúng có cơ sở một chút là năng lực phục hồi nhất định. Vì vậy cái hạ cánh mềm chắc chắn là một kết quả hợp lý. Khi được hỏi lựa chọn nào trong hai cái lựa chọn sau đây là rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế của Hoa Kỳ hiện nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thực hiện cắt giảm lãi suất sớm và làm thổi bùng lên cái lạm phát, và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trì hoãn cắt giảm lãi suất dựng gây ra nguy cơ suy thoái. Ông đã trả lời rằng ông nhận thấy rủi ro trong hệ thống dự trữ liên bang tiến hành cắt giảm quá sớm. Họ đã chứng kiến lạm phát rất cao. Họ muốn chế ngự và đưa ra lạm phát trở lại cái mục tiêu của họ. Tôi nghĩ sự chậm lại mà tôi mô tả gần đây như không thể tránh khỏi. Tôi nghĩ điều đó có thể là không thể tránh khỏi trong giai đoạn này. Ông nói tôi nghĩ đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, việc giảm cái lạm phát xuống 2% vẫn là công việc đầu tiên và tôi nghĩ điều đó là phù hợp. Sau một cuộc họp hồi tháng 1 của cơ quan hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ủy ban thị trường của liên bang, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã giữ nguyên cái lãi suất chuẩn và Chủ tịch Jerome Powell nói với phóng viên Cục Dự trữ Mỹ là khó có thể kích thích việc cắt giảm lãi suất trong những cuộc họp tháng 3. Trong một tuyên bố cho biết ủy ban này không kỳ vọng việc giảm cái phạm vi của lãi suất mục tiêu là phù hợp cho đến những cái niềm tin lớn rằng cái lạm phát đang di chuyển ở mức bền vững 2%. Lạm phát tháng 1 của 2024 ở mức 3.1%, cao hơn nhiều so với mục tiêu của 2%. Kể từ tháng 3 của 2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tăng lãi suất 11 lần. Kết quả là lãi suất hiện nay là ở mức 5.25%, mức cao nhất trong vòng 2 cái thập niên. Cuộc họp sắp tới Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ dự kiến diễn ra vào 2 ngày, hôm ngày 19 và 20 tháng 3. Theo CME FedWatch Tool, chỉ có 3% các nhà giao dịch lãi suất kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giảm cái lãi suất ở mức 5 và 5.25% tại cuộc họp của thứ ba. Tháng 3, một tỷ lệ áp đảo 95% số nhà giao dịch kỳ vọng rằng là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 5.25 và 5.5%. Thời điểm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất, và ông nêu rằng hiện tại thị trường đang định giá cho một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và tôi nghĩ kỳ vọng đó là khá hợp lý. Ngoài ông kinh tế gia này, thì các chuyên gia khác cũng dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ chậm lại trong cái năm nay. Hồi tháng 1, giám đốc điều hành của Bank America cũng đưa ra dự đoán tương tự. Nhóm nghiên cứu của ngân hàng đã dự đoán tăng trưởng chậm lại, hạ cánh mềm ở mức tăng trưởng 1% trong tam cái nguyệt thứ ba, trong ba cái tam cái nguyệt đầu tiên của 2024. Ông nói trong cuộc phỏng vấn CNBC TV 18, con số đó là mức suy giảm từ tốc độ tăng trưởng gần 5% của tam cái nguyệt thứ ba của 2023. Vì vậy cái nền kinh tế đang chậm lại. Trong cái báo cáo triển vọng kinh tế của 2024 của mình, JP Morgan dự đoán sự tăng trưởng của nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ giảm tốc nhanh chóng vào năm 2024 do tác động của chính sách tiền tệ gây ra hàng thiệt hại lớn hơn và những yếu tố lợi nhuận sau khi cái đại dịch đã giảm dần. Wow! Sau khi nhận thấy tăng trưởng GDP thực sự tốt hơn dự kiến mức 2.8% của năm 2023, chúng tôi đã dự báo tốc độ mở rộng xu hướng ở mức 0.7% vào 2024. JP Morgan cho biết trong một báo cáo, tổng số các phần chính của GDP, chi tiêu tiêu dùng có thể sẽ tăng với tốc độ chậm hơn vào năm ngoái, trong khi chi tiêu tài chính có thể chuyển từ yếu tố đóng góp tích cực sang năm 2023 sang yếu tố gây suy giảm nhẹ. Về lãi suất thì JP Morgan đã kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ bắt đầu thực hiện cắt giảm 25% điểm cơ bản bắt đầu vào tháng 6, đưa cái lãi suất phạm vi 4.25% vào cuối năm của 2024. Nếu như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ ngạc nhiên một đợt lạm phát bùng trở lại. Từ từ tô phở chúng ta approaching 20 đồng rất nhanh. Một báo cáo gần đây của Viện Switzerland
đã vẽ nên một bức tranh tốt hơn một chút cho nền kinh tế của Hoa Kỳ dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế là 2.2% trong năm nay. Cái báo cáo của viện cho biết rằng với việc giảm cái lạm phát và đang được tiến bộ mạnh mẽ, chúng tôi kỳ vọng cái hệ thống dự trữ liên bang sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng thận trọng của tam cái quyệt thứ hai năm nay. Tuy nhiên, sức mạnh của tăng trưởng và rủi ro thúc đẩy cái lạm phát khiến chu kỳ nới lỏng nhanh chóng mà các nhà đầu tư đã định giá trên thị trường tương lai khó có thể xảy ra. Swiss Re đã ước tính cục dự trữ liên bang Mỹ có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm hơn nhất vào cuộc họp báo của tháng 5. Tờ báo Bloomberg, nhà kính trưởng của Apollo Management, đó là ông Slug, đã kỳ vọng rằng cục dự trữ liên bang Mỹ dành phần lớn cái thời gian của năm 2024 để chống lại cái đề lạm phát. Thị trường bước vào năm 2023 với dự đoán sẽ có một cuộc suy thoái. Thị trường bước sang 2024 với kỳ vọng cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ giảm cái lãi suất 6 đợt. Thực tế, nền kinh tế của Hoa Kỳ không hề chậm lại với chính sách xoay trục của cục dự trữ liên bang Mỹ đã mang động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng từ tháng 12. Conference Board cho biết họ không còn dự báo một cuộc suy thoái sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của Hoa Kỳ trong năm nay. Tuy nhiên, họ dự đoán chi tiêu tiêu dùng sẽ hạ nhiệt và tăng trưởng GDP sẽ chậm lại mức 1% của tam cái nguyệt thứ hai và tam cái nguyệt thứ ba. Wow! Sau đó, lạm phát và lãi suất sẽ bình thường trở lại vào đầu 2025 với mức tăng trưởng GDP mỗi tam cái nguyệt ở mức tiềm năng là 2%. Nếu mà thật sự lạm phát và lãi suất bình thường trở lại, tôi cũng đang hy vọng có tô phở trở lại 10 đồng. Làm gì có được quý vị? Quý vị nghĩ rằng tô phở sẽ trở lại 10 đồng. Chuyện đó là chuyện impossible. Và tiểu bang California của chúng tôi là tiểu bang mà thật sự đang nhìn nhận cái nước Mỹ. Một cuộc khảo sát, đa số người dân California nghĩ rằng quốc gia đang đi sai hướng. Đúng luôn 100%. Cuộc khảo sát cho tổ chức phi đảng phái của Viện Chính sách Công cộng California công bố gần đây cho 75% người dân California cảm thấy đất nước đang đi sai hướng trong bối cảnh một cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra vào ngày hôm nay. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng trong báo cáo đồng thời cuộc đại suy thoái của 2008, mọi người cũng có tâm lý lương tự. Hiện tượng này cũng lặp lại tháng 10 của 2022 vẫn tiếp tục diễn ra kể từ đó. Những người ủng hộ cho đảng Cộng hòa thậm chí còn bi quan hơn với 90% của đất nước đang đi sai đường so với 85% những người phi đảng phái. 63% người ủng hộ cho đảng Dân chủ, nghiên cứu này còn phát hiện rằng cái thế hệ trẻ hơn cũng thường có quan điểm bi quan hơn. Nhìn về tương lai, 63% người được khảo sát cho biết rằng họ có vấn đề về tài chính sẽ phát sinh ở Mỹ trong năm tới. Mặc dù những người ủng hộ cho đảng Dân Chủ có chiều hướng trái chiều về vấn đề này thì 48% có cùng một cái quan điểm. Sự ủng hộ cho ông Joe Biden ở mức thấp nhất 42% trong cuộc khảo sát. 56% không tín nhiệm thành tích của ông, 2/3. Đảng viên đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục ủng hộ cho Biden. Đầu đem chân ở museum mà, làm sao ủng hộ cho Biden được. Tỷ lệ ủng hộ thấp hơn trong những người phi đảng phái và những người ủng hộ cho đảng Cộng hòa lần lượt là 37% và 14%. Trong một nhóm dân số theo chủng tộc người Mỹ gốc Phi Châu, ủng hộ nhiều nhất với 62% gốc Latin ở mức 37%. Trong khi 12% số người được hỏi cho biết họ rất tin tưởng vào tổng thống sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn cho đất nước thì 35% cho biết họ không tin tưởng. Theo báo cáo, cái nhà khảo sát này cũng phát hiện rằng sự bất tín nhiệm đối với quốc hội cũng đạt mức thấp nhất ghi nhận từ 10 năm là 19%. Những kết quả tương tự khảo sát trong các nhóm dân số đảng phái về khu vực. Những người phi đảng phái là những người hoài nghi nhất với 11% ủng hộ cho quốc hội, trong khi 20% cho đảng Dân Chủ và 16% cho đảng Cộng hòa ủng hộ quốc hội. 40% người dân California cho biết tình hình biên giới là một cuộc khủng hoảng, mặc dù 2/3 cho biết họ tin rằng vấn đề nằm ở chỗ là đối xử với những người di cư và tốc độ tiếp cận của những người này. Khoảng 1/3 cho biết họ tin rằng quốc gia nên tập trung vào để ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Hầu hết những đảng, người ủng hộ đảng Dân Chủ và những người phi đảng phái đều có vấn đề nằm ở hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện. Trong khi 65% người ủng hộ đảng Cộng hòa cho rằng là vấn đề đường biên giới lỏng lẻo. Liên quan đến cuộc chiến của Trung Đông với Israel và Hamas ở Gaza, khoảng một nửa số người tham gia cuộc khảo sát ủng hộ mạnh mẽ lệnh ngừng bắn. 60% ủng hộ chấm dứt xung đột, 40% cho rằng người Mỹ nên giảm viện trợ quân sự cho Israel. Hơn 1/4 số người được hỏi ủng hộ cho việc tăng cường viện trợ nhân đạo cho những người Palestine.
Và đó là những bản tin trong chương trình của DLV News, và chúng ta vẫn tiếp tục cập nhật cho quý vị những bản tin tiếp theo trong những chương trình tiếp theo được premiering trực tiếp vào lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.